Vâng, xin được kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Bóng Đá STV trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày 11 tháng 7 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin rất đặc biệt liên quan đến huấn luyện Park Hang-seo và một chút thôi những thông tin liên quan đến ông Philippe Troussier. Bởi vừa qua ông này thậm chí còn được so sánh với huấn luyện viên người Anh ông Southgate, nhưng mà rõ ràng cái lý do mà ông Troussier bị sa thải là cực kỳ rõ ràng. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, theo đài truyền thông của Hàn Quốc, đài KBS, thì Liên đoàn bóng đá của Campuchia đã đưa ra một lời đề nghị dành cho huấn luyện Park Hang-seo để dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Thế nhưng phía chiến lược gia người Hàn Quốc, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa nhận lời. Bởi thưa quý vị và các bạn, là theo tờ KBS thì Liên đoàn bóng đá của Campuchia hiện nay đang rất nỗ lực để tiếp xúc và thuyết phục ông Park Hang-seo về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này trong suốt 2 tháng vừa qua. Bên phía Liên đoàn bóng đá của Campuchia chủ động đưa ra những lời đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Tuy nhiên phía Tây Park thì vẫn đang rất thận trọng khi mà vẫn để ngỏ khả năng hiện nay có thể dẫn dắt đội tuyển Ấn Độ. Nói về đội tuyển Campuchia thì đây là đội bóng đang đứng thứ 180 trên bảng xếp hạng của FIFA, đang cho thấy được sự tiến bộ thế nhưng cũng không đáng kể gì cả trong thời gian vừa qua. Họ cũng đã từng mời ông Lee Tae-won và ông Keisuke Honda, thế nhưng thành tích ở khu vực và sân chơi châu lục thì cũng chưa có cái gì được gọi là đáng kể cả. Và bên phía Liên đoàn bóng đá của Campuchia hiện nay đang rất cần một cú hích đủ mạnh để đưa bóng đá Campuchia giành thành tích tại kỳ AFF Cup và xa hơn nữa là thậm chí tham dự vòng chung kết World Cup 2038. Và bên phía Campuchia tin rằng ông Park là người phù hợp nhất với những bước tiến nhảy vọt mà ông lang mang lại dành cho bóng đá Việt Nam. Và thậm chí thì họ còn tin rằng là họ sẽ tác động lên cả bộ văn hóa, thể thao và du lịch của Campuchia để vào cuộc quyết tâm để thuyết phục được thầy Park. Còn về phía huấn luyện viên Park Hang-seo hiện nay thì thầy vẫn đang làm cố vấn cấp cao cho câu lạc bộ Bắc Ninh và vẫn muốn làm huấn luyện viên và cũng sẵn sàng trở lại cái nghiệp huấn luyện của mình nếu như nhận được một lời đề nghị phù hợp. Còn cái câu chuyện này thì tôi nghĩ cũng rất đơn giản thôi. Bởi thực tế ra thì với những thành công và những tiếng vang của Park Hang-seo thì bất cứ một liên đoàn bóng đá nào và đặc biệt là các nước tại Đông Nam Á, họ mong muốn có được chữ ký của thầy Park thì cũng là điều cực kỳ bình thường thôi. Nhưng mà về quan điểm của cá nhân chúng tôi thì có lẽ rằng là thầy Park sẽ không nhận lời làm thuyền trưởng của đội tuyển Campuchia đâu. Một cái điều thì cũng rất đơn giản, bởi chúng ta biết thầy Park cũng đã có những lần nói rằng là thầy cũng không dẫn dắt một đội bóng nào tại Đông Nam Á nào nữa đâu. Và thực tế thì khi đó phải đối đầu với Việt Nam rất là nhiều thì thầy cũng không muốn. Và thứ hai nữa, cái tham vọng của Campuchia là có. Thế nhưng mà chúng ta biết bóng đá của Campuchia thì tôi tin rằng là với cái thực lực của họ thì cũng khó để mà tiến bộ được. Trước đây thì ông Keisuke Honda, một huấn luyện viên cũng rất là tài năng, đến với bóng đá của Campuchia thì cũng giúp cho đội bóng này tiến bộ. Thế nhưng nó chỉ tiến bộ một chút về mặt đối chơi thôi, còn về mặt con người của Campuchia thì thực tế rất khó. Bởi để mà thành công không chỉ là lối chơi đâu mà còn dựa vào cả con người nữa, mà con người hiện nay không đủ đáp ứng được thì cũng không thể thành công được. Cho nên vì nhiều những lý do khác nhau thì tôi nghĩ rằng là phía Campuchia tất nhiên họ có thiện chí, họ có mong muốn, nhưng mà bên phía thầy Park thì tôi tin là thầy Park sẽ không đồng ý đâu. Còn thưa quý vị và bạn, một thông tin cũng rất đặc biệt vừa qua cũng liên quan đến Park Hang-seo, đó là thầy đã xuất hiện trong trận đấu của đội tuyển U19 Việt Nam với một đội bóng đến từ Hàn Quốc. Cụ thể thì vào chiều ngày hôm qua, ngày 10 tháng 7 thì đội tuyển U19 Việt Nam đã có một trận đấu giao hữu với đội bóng U21 Everly của Hàn Quốc. Và đáng chú ý thì trong trận đấu vừa qua thầy Park cũng đã có mặt để theo dõi trận đấu này. Trận đấu vừa qua thì nằm trong chuyến tập huấn của đội bóng Hàn Quốc ở Hà Nội. Về phía đội tuyển U19 Việt Nam, trước khi mà giao hữu với đội bóng này thì đội tuyển U19 Việt Nam cũng đã có một chiến thắng rất đậm đà với tỷ số đó là 6-1 trước câu lạc bộ Công an Hà Nội. Sau đó thì chúng ta đã để thua một trận thua với cách biệt 0-1 trước đội bóng đến từ Hàn Quốc này. Nói về đội bóng U21 Everly đến từ Hàn Quốc thì đây cũng là một đội bóng mà thuộc quản lý công ty đại diện của Park Hang-seo và huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội bóng này đã tạo ra và xuất khẩu rất nhiều những cầu thủ của Hàn Quốc đang thi đấu tại châu Âu. Còn về phía U19 Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ có thêm thời gian nữa để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất khi mà chúng ta sẽ di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục tập luyện và di chuyển sang Indonesia. Còn về phía thầy Park thì hy vọng rằng là với sự xuất hiện của thầy thì trong thời điểm hiện nay tất nhiên thầy không còn làm việc với đội tuyển bóng đá Việt Nam nữa, nhưng mà cái ảnh hưởng của thầy đương nhiên vẫn là rất lớn. Bởi trước đây thì với những cầu thủ trẻ, khi mà nhìn thấy thầy Park thì đó cũng là một trong những động lực để mà họ cố gắng, để họ phấn đấu tốt hơn. Chúng tôi cũng rất hy vọng rằng với đội tuyển U19 Việt Nam, khi mà có được sự chứng kiến của Park Hang-seo dù ít hay nhiều thì đó cũng là một trong những cái động lực để giúp cho những cầu thủ trẻ của chúng ta sẽ thi đấu tốt hơn. Và qua đây thì chúng tôi xin chúc cho thầy Park sẽ luôn mạnh khỏe và hy vọng rằng thầy sẽ tìm kiếm được một công việc phù hợp nhất để chúng ta có thể được chứng kiến thầy Park làm một huấn luyện viên trưởng của một đội bóng nào đó ở trong thời gian tới quý vị bạn nhé. Vâng, kính thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì tất nhiên mọi người có thể nói với tôi rằng thôi đừng nhắc đến ông Troussier nữa. Thế nhưng ở đây có một câu chuyện cũng đang thực tế thôi. Bởi vừa qua thì huấn luyện viên Southgate của đội tuyển Anh cũng tiếp tục đưa đội bóng Anh là lần thứ hai liên tiếp có mặt trong một trận đấu chung kết cả tại Euro. Và bỗng nhiên có khá nhiều người có sự so sánh với ông Troussier cùng với bóng đá Việt Nam. Nói về ông Troussier thì chúng tôi ngắn ngắn gọn như thế này thôi. Bởi trước đây thì ông ấy cũng có những tuyên bố rất là bất ngờ. Bởi ông nói rằng là 80% người Việt Nam đang trông chờ kết quả vào ngày mai để Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải tôi. Nhiều người mong đến ngày tôi bị thay lắm. Nhiều người ở đây cũng vậy. Đó là ông ám chỉ các phóng viên ở trong vòng họp báo. Nhiều người nói cách làm của tôi với tuyển Việt Nam là không phù hợp. Thậm chí thì có người nói tôi đang phá hoại bóng đá Việt Nam. Tôi biết họ nói gì. Đó là những gì mà ông Philippe Troussier đã phát biểu cực kỳ cay cú và gay gắt trong cái cuộc họp báo trước trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia vào hồi tháng 3 vừa qua. Ở đó thì chiến lược gia người Pháp đã thẳng thừng đối đầu với người hâm mộ và truyền thông Việt Nam trước thành tích thất vọng của đội nhà. Điều này đã khiến cho cái làn sóng chỉ trích ông Philippe Troussier ngày càng trở nên dữ dội hơn rất nhiều. Và kết quả là trên sân Mỹ Đình ít ngày sau đó thôi thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã được chứng kiến một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra, khi mà các cổ động viên đã mang đến sân biểu ngữ là Troussier. Rồi sau đó thì chúng ta cũng thấy rồi, một trận thua tủi hổ với tỷ số 0-3 trước Indonesia thì các cổ động viên trên khắp khán đài, trong đó có tôi, cũng đã đồng thanh hô lớn là ông ấy phải ra đi thôi. Và sau đó chúng ta đã biết là ông Troussier đã bị sa thải sau những cái trận thua tan tác trước Indonesia, kể cả Asian Cup rồi cho đến vòng loại thứ 2 World Cup 2026 nữa. Ông Troussier hiểu rằng dư luận không yêu mến mình, thế nhưng sự đáp trả của ông là thành tích chứ không phải là những lời phát biểu mang tính đôi co với các cổ động viên như vậy. Và hiện nay quay trở lại với đội tuyển Anh, vừa qua thì huấn luyện viên Southgate của đội tuyển Anh thì đã có những lời đáp trả vô cùng là chất lượng dành cho những người mà đã chỉ trích ông. Bởi trước thời của ông Southgate thì đội tuyển Anh chỉ có đúng được một lần đá chung kết ở các giải đấu lớn ở World Cup và Euro vào năm 1966. Vậy nhưng dưới thời của ông này thì họ còn làm được tới tận 2 lần liên tiếp ở trong những lần gần nhất. Thậm chí thì số trận thắng của tuyển Anh tại vòng knockout tại World Cup và Euro dưới thời của huấn luyện viên Southgate thì đã chạm lên con số 9 bằng tất cả các đời huấn luyện viên trước đó của đội bóng Anh cộng lại. Như vậy rõ ràng là câu chuyện của ông Southgate đối với cả ông Philippe Troussier thì gần như là giống nhau thôi. Tất cả hai ông này cũng đều bị sự chỉ trích một cách rất nặng nề. Thế nhưng mà có một điều quan trọng là như thế này. Tuyển trưởng của tuyển Anh thì ông không nói nhiều và cũng chẳng phản ứng với truyền thông, mà ông chỉ thể hiện bằng gì? Chính là cái thành tích của đội bóng, đó là Anh thôi. Với những cái thành tích có thể nói rằng không có một huấn luyện viên nào của Anh có thể làm tốt hơn ông ấy cả. Còn với ông Troussier thì chỉ biết là lên phản ánh trên truyền hình, truyền thông rồi phản đối người hâm mộ thôi. Kết quả rõ ràng là ngược lại. Thế nên tôi nghĩ rằng là hiện nay thì với bóng đá Việt Nam, tất nhiên là chúng ta cũng muốn là chúng ta phải có lối chơi đẹp, điều đó điều đương nhiên. Thế nhưng cái điều quan trọng nhất đối với một huấn luyện viên và đặc biệt là với một huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia thì cái thành tích vẫn là điều quan trọng nhất. Không phải là mỗi bóng đá Việt Nam mà chúng ta yêu bóng đá chiến thắng đâu. Thầy Park thì cũng nói như vậy thì cũng có ý đúng của thầy đấy. Thế nhưng mà tôi tin rằng là cũng chẳng phải mỗi cổ động viên Việt Nam chúng ta là những người mong muốn có những chiến thắng. Bởi bất cứ một cổ động viên của đội bóng nào thì cũng như vậy thôi, đúng không ạ? Họ cũng đều mong muốn có chiến thắng, họ cũng đều mong muốn có được những thành tích. Thế nên vừa qua thì việc sa thải ông Troussier không có gì phải bàn cãi cả. Đó là quyết định đúng đắn từ bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi mà những chỉ trích dành cho họ đang thực sự là vô cùng lớn, đúng không ạ? Còn tất nhiên hiện nay thì với bóng đá Việt Nam chúng ta cũng không thể đổ lỗi hết dành cho một huấn luyện viên được. Đó là một trong những lý do để khiến chúng ta thất bại thôi. Mà bên cạnh đó thì còn nhiều những lý do khác nữa. Còn một cái điều hiện nay thì chúng tôi cũng đang cảm thấy khá là bất ngờ với một đội bóng như là câu lạc bộ Bình Định. Bởi với Bình Định thì tôi thấy rằng khá là bất ngờ. Bởi mới đây thì họ tiếp tục lại thông báo rằng đổi tên. Và tên gọi của đội bóng này ở trong mùa giải mới sẽ là Quy Nhơn Bình Định. Và mới đây thì ông Võ Văn Thư, chủ tịch của câu lạc bộ có cho biết rằng là họ đổi tên như vậy để làm tăng cường quảng bá cho Quy Nhơn. Một tên gọi đã có hơn 400 năm nay của vùng đất xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa này. Và thông báo đó thì cũng đã được chính thức thông báo trên fanpage của câu lạc bộ vào ngày 8 tháng 7 năm 2024. Chúng tôi thì cũng không có chỉ trích gì cả, bởi thực tế thì chúng ta biết mà, làm việc với các câu lạc bộ thì đôi khi là cũng phải như vậy thì mới có tiền để đầu tư dành cho bóng đá được, chứ không giống như một số các đội bóng có khi lại giải thể rồi sớm thì cũng không được trả được bao lâu cả. Còn câu chuyện vừa qua liên quan đến Hoàng Anh Gia Lai đấy, chúng ta thấy không, khoảng 20 năm làm việc của Bầu Đức thì ông vẫn đang giữ được cái tên đó là Hoàng Anh Gia Lai, rồi sau đó thì sẽ phải đổi tên thành LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Thì có nhiều người nói rằng đấy, ui giời ơi, ông Bầu Đức giờ thôi hỏng rồi, làm ăn gì nữa, đến tên của câu lạc bộ cũng phải đổi như thế này. Thế nhưng mà hãy nhớ rằng duy trì được như Bầu Đức có phải đội bóng nào cũng có làm được đâu. Chúng ta nhìn nó rất nhiều đội bóng thay tên đổi họ suốt 1-2 năm, có khi như Bình Định này, như thông tin chúng tôi chia sẻ được thì hình như là một năm thay tên đổi họ tới tận 3 lần đó. Thế thì chúng ta mới thấy được rằng là cái cố gắng, sự nhiệt huyết của Bầu Đức trong suốt khoảng 20 năm vừa qua nó mới kinh khủng đến như thế nào. Còn nhiều người khi mà qua sông thì bắt đầu lại đấm vào đấy, rồi là bỏ qua tất cả những công lao đóng góp của người ta. Mỗi cái đổi tên thôi khi mà họ khó khăn như vậy thôi. Tất nhiên vẫn giữ Hoàng Anh Gia Lai nhé, còn phía trước thì có LP Bank ở nhà tài trợ thôi. Thì chúng ta phải hiểu những khó khăn không phải đơn giản. Thế nên vào bóng đá Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là không chỉ là mỗi huấn luyện viên mà từng các câu lạc bộ họ cũng cần phải cố gắng có những sự nỗ lực đồng hành cùng nhau, và tất nhiên là phải dưới sự quản lý lãnh đạo của phía liên đoàn. Vì vậy mà liên đoàn cũng phải làm sao mà làm việc nó phải chuyên nghiệp hơn nữa để giúp cho chúng ta phải cải thiện được tất cả mọi thứ thì mới mong bóng đá Việt Nam của chúng ta mới có thể tiến bộ được, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn có những suy nghĩ như thế nào về những cái thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho chúng tôi một like cũng như một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay nhé. Xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.